Dạ, Bích Hương xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay Hương sẽ làm cái này là sò lông. Hương sẽ phi trái tỏi mình ăn. Đây là ốc móng tay á. Hồi sớm thì Hương đi chợ á, cái nghe cha Hương nói là thèm ốc móng tay nên là Hương thấy ngon quá là Hương mua về. Này Hương cũng cửa sạch rồi. Cái phần này thì Hương cũng sẽ làm với cái phần tóp mỡ với tỏi phi á. Hey, Hương làm sạch hết rồi, giờ Hương sẽ đi phụ mẹ của Hương lột tỏi nha. Cái này thì mình sẽ dùng tỏi nhiều lắm, nên là Hương sẽ đi lột tỏi. Hey, Hương phụ mẹ Hương tỏi mà mình sấy thì mình đừng có đập dập. Mình phải sắc ra miếng như nè rồi mình sắc nhỏ lại. Sắc lên riệt riệt. Gà đông tảo hả? Gà đông tảo. Nhìn cái chân hết hình dung thì chết. Có mấy con bự kia kìa. Nó đi cái chân nó đi không muốn nổi luôn kìa. Ô gà này là nó ngon, là ngon cái chân hả? Nó chạy bịt bịt nhìn mắc cười lắm. Vậy chứ nè, chân gì sao đi nổi mà không lịch bịt. Thế chân, nhìn chân á. Con nhìn thì con sợ, con nhìn con sợ. Nó đeo đá, thử đi rồi mới biết. Nhìn thấy chị ta có mình có bên lớn mà tập chân con gà thấy tội. Có mấy con bắt được chứ có đó đó. Như này đủ không ta? Tỏi nè. Đúng rồi con à, còn không muốn lột đâu. Chắc đủ quá. Ba mẹ con phụ nhau làm. Không làm thôi, Lan Anh nó không ra nữa đó. Mấy cái thớt á, toàn là mới mua không à, nhưng mà mình xài được 1-2 lần á, cái là bắt đầu nó đen đen. Nhưng mà thớt của ta thường là vậy á, thì khi nào mà thớt nó lên dâm á, thì cái thớt đó là mới cũ, mới bỏ thôi. Còn này nó đen mà mình xài không có bị lên dâm. Dạ, nhưng mà không phải là nó dơ đâu, mà tại vì mình cũng giữ thớt kỹ lắm, nhưng mà thớt mình xài là nó bị đen à. Mấy cái thớt này á, Hương mới mua nữa nè. Nhưng mà nhìn nó trắng vậy thôi chứ nó không bằng mấy cái thớt mà thớt mù u này. Hả? Cái này nó nhìn nó trắng vậy thôi á. Chứ toàn là ba cái gỗ ép không à. Mà tại á, Hương sợ cô chú anh chị các bạn nói là thớt cũ này kia á, nên là Hương cứ đổi thớt miết luôn vậy đó. Còn 2 đống giống nữa đó, chưa xài nữa đó. Thì Hương sẽ đổ cái phần mỡ heo vô để thắng. Rồi. Mình lấy cái phần tóp mỡ á, chút nữa mình ăn tóp mỡ xong nha. Đây, phần tóp mỡ Hương đã thắng ra được bao nhiêu đây mỡ rồi. Phần tóp mỡ mình cũng sắp vàng rồi nè. Anh Chi chuẩn bị chỗ đi chiếu đồ ra sao nè. Ê, rồi. Tay ra ngoài. Tâm chắc ở sao anh Chi ơi. Giờ phần tóp mỡ cũng vàng được rồi, mình sẽ vớt lên. Mùi ngon quá. Cái chừng cũng làm cũng giở tay lên nhẹ nhẹ như Lan Anh để vớt cái ấy xuống nha. Giờ Hương sẽ cho cái phần tỏi vô, Hương phi tỏi. Wow. Giờ Hương sẽ vớt tỏi lên. Nha.
giờ Hương sẽ xo cái phần mỡ với lại tương ớt vô một ít, và Hương cho cái phần ốc móng tay vô một lần nữa, tại vì á xào nó ra nước đó là sẽ không có ngon, nên là mình chắc bỏ cái phần nước đó đi. Mình chỉ sau này mình mới giữ liền cái phần này nó mới sền sệt nó ngon. Mình xào với lửa lớn. Rồi, Hương sẽ cho đường vô đây, 2 muỗng đường. Mình đảo lên cho đường. Giờ Hương sẽ cho tỏi phi nãy vô. Giờ là Hương sẽ cho tóp mỡ vô. Cái nữa là mình đã cho được đấy. Đây nè, đây nè, đây nè, tao làm kiểu Tây Bắc cho mày ăn. Còn thiếu mắt kén nữa, hạt dổi nữa. Nhậu à? Mày nhậu tao chứ nhậu mày. Đây là cái chén muối tiêu chanh phở ớt trong này đó, của em trai của Hương làm nha. Hôm nay làm nước chấm. Múc chè, có đủ chén múc chè chưa? Mẹ ơi, lấy chén múc chè với. Hả? Tao để ngay cái lỗ. Lục cục hoàn hoàn nè. Cho mẹ chén nè. Lục bỏ quá ha. Giáo hả? Lại tao ngồi lên núi. Không có chỗ ngồi lửa cái lỗ mà. Ghe ra bà ghe. Đi ra chứ. Thì hôm nay á, dì Hương cũng làm một vài món ăn. Thì sống nhau gia đình á, thì đó giờ cũng không có uống một xíu bia, nên là làm mấy món này rồi gia đình của Hương cùng xung vầy với nhau. Thì cũng uống vừa ăn vừa uống một tí xíu cho vui. Thì Hương mời cô chú anh chị các bạn cùng vui chung vui với gia đình của Hương nha. Rồi đây Hương mời cô chú anh chị nha, vô cái đi rồi uống. Vô. Bà con mình lâu dữ rồi không có tổ chức con cháu đồ lại hội ngộ, bữa nay cũng mời bà con mình dùng với gia đình mình nha. Cũng vài ly để cho nó giãn gân giãn cốt trong cái những cái ngày cực nhọc làm đồng áng. Hay. Rồi vậy mời bà con mình nha. Cái sò huyết này thì mình ăn lâu lắm, mình nhúng vô nước sôi một vài giây gì đó. Là cốt vô. Thì ăn mình vớt ra liền nha. Bù đế uống là phải khè. Sao bia này bữa nay ngọt quá ta. Kìa. À, chín rồi nè, chín rồi nè. Chắc là bữa nay khát nước á, Thành. Không, bữa nay khát nước cơ, uống ngon quá. Uống ngọt ngay luôn. Rồi xong đó, được đó. Thì vớt ra nè. Dạ. Miệng nhẹ nhẹ đó. Mà nay nó vớt đi nghe. Lỗ tay nè. Thành ơi, con ngồi khách vô Thành. Ủa? Mẹ ôi nó mở vô mẹ ơi, đừng cho nó mở. Mình nhúng vô cái mình lấy ra liền đi. Cái này á là mình nhúng vô cái là mình ăn liền luôn. Thì thôi mời cô chú anh chị các bạn thưởng thức nha. Đây. Chấm một miếng xíu muối tiêu chanh. Anh còn bên này, cái này là cái này cái gì đó tôi không biết, nhờ bà con mình tham khảo giùm nha, tôi không cầm cái vụ này. Đặc sản này là cá đồng thì tôi biết chứ còn cái này không biết, này không biết cái gì nữa nè. Lấy cái dĩa nhỏ nè. Cải rau chứ. Rồi bà con mình dùng với con ốc lạ nha. Đủ rồi, thành nó phải. Đừng để bung ra là hết ngon. Nhúng vô cái là mình ăn liền. Nào giờ mới ăn được cái hải sản á, biết bao lâu rồi đó. Ui ăn không nó cũng ngọt mà mặn mặn nữa nè. Ủa rồi mình đi kiếm ở trong đồng có không ta? Thà Long ấy à? Có.
ngọt quá hen. Cái này nó ngọt không? Mà bữa nay là kiếm sò chi bự nó nhỏ xíu à. Hết kìa, mình nhúng vô thêm đó. Đó bên thành đó. Chị nhúng vô cây chanh lấy kìa. Bữa nay em chấp anh Chi 5 ly. À, 5 lon. Trời ơi, vô. Đi thử cái nha con. Vô. 1, 2, 3, vô. Cả nhà. Làm nhìn ra. Chúc cả nhà gì nước thinh. Rồi cái này cha làm cái sàn cho anh em nữa. Chơi. Anh em ngồi lục cục lòn hòn nè. Ngồi không được. Làm cái nhà mát nhỏ nhỏ. Đúng vòng vòng rồi. Dễ dáng rồi. Đồ mất mát rồi chơi. Vậy đó. Gia đình xin phụ. Đúng rồi. Lấy cái dĩa ra thêm cái nữa con ơi. Hai cái đi Lăng Anh. Đúng rồi. Tay này ngon mẹ. Con như tao nãy vậy, con đầu tiên vậy đó. Ngon lắm. Con anh Chi nhìn là còn nó còn tươi á. Ốc bông tài xà tỏi. Ốc bông tài có ốc bông chân không? Ừ, có nó có. Có nữa hả? Con bự lắm. Ốc dôi gì nữa đó. Ốc dò dôi gì đó, ốc đó chắc mắc tiền lắm. Thấy nó quay vô tiếng á. Ốc hả? Ốc dò dôi á. Có cái dòi á anh Chi. Ờ, anh Chi. Ôi, từ từ. Hôm nay có móng tay này nó bị hơi tính ra rồi. Một năm mấy rồi mới hội ngộ là uống rượu á. Vô. Vô một năm cực khổ chồng mình cũng gái anh suốt năm rồi mới được tổ chức nhậu. Phải chính là mẹ mới phải, bỏ vô hay vậy. Phải sớm xíu nữa mày mới nhìn ra đây nó đẹp chứ. Dạ mà nắng quá mình không tính, có cái nhà nữa. Tính làm cái có nhà mát, nhà mát. Thì nó còn che nắng đồ đỡ cũng này. Từ từ đi nắng quá. Dạ Hương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của Hương. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo nha. Bye. Chào tạm biệt các quý khán giả ủng hộ kênh Bích Thương Miền Tây nha. Bye. Ngày cũng vắng cũng mấy đoạn không ngày mắc kẹt vì việc quá. Rồi.